Đỗ Hiền kính chào quý vị, và ngày hôm nay là ngày 22 tháng 6 năm 2016, lúc này đang là 16 giờ 30, quên 18 giờ 30. Chúng tôi lúc tầm giữa giờ chiều cũng đang quay một chiếc tủ áo hai buồng nhưng mà máy bị hết pin, và giờ đây xin giới thiệu quý vị là chiếc quay lúc chiều là đã bán về Khương Thượng, còn chiếc này là đang là chiếc còn lại để giới thiệu cho quý khách xa gần có tham khảo. Alo. À, lại sáng ngay kia ạ. Vâng, cũng được. Cũng được. Không, nó cứ buổi sáng hoặc là buổi tối. Tối là tầm 9 giờ. Hồi tối mai nhé. Tối mai nhé. Ok, rồi. Vâng. Thế nhé. Vâng. Như vậy là khách hàng cũng mới hẹn lại lịch chuyển hàng của chúng tôi. Bây giờ giới thiệu khách là đây là chiếc tủ áo hai buồng bằng gỗ cụ, và cái phần phụ bì là 1,3 m, còn cho nên là cái cánh rất là rộng rãi, và ở trên là đục chạm hoa lan tây với cái chương cong, với bên góc cột này là với cái hoa văn của Pháp, chúng tôi thợ vẫn gọi là cột phi dê, trông nó giống như cái tóc đây. Và cái phần khuôn tranh cánh cũng rất là điệu, dày dặn, và tất cả hàng là đều được nguyên vân gỗ. Quý vị nhìn thấy vân rất đẹp luôn. Và mỗi một cánh này bên trong thì đều có đợt, thì thông thường thì chỉ cần dùng một cái treo ở trên và một cái đợt ở dưới là được, nhưng mà đôi khi có những khách hàng thích thì có thể bổ sung thêm đợt, chúng tôi cũng vui vẻ về những cái đó là cũng không vấn đề gì. Và đây quý vị nhìn thấy đây là hàng là trong ngoài đều đẹp sạch sẽ như nhau, kể cả là mặt áp và tường chúng tôi cũng vẫn làm sạch đẹp như thế này, và nguyên chất gỗ này. Và cái tủ này chúng tôi cam kết là 100% gỗ vụn. Và đây từ cái ván hậu cho đi, từ ván hậu và ván đợt cũng đều là nong khung như thế này. Để tôi quay gần mà quý vị nhìn. Và hàng của Đồ Gỗ Đức Hiền thì bao giờ cũng làm kỹ càng cẩn thận. Đây là phần bên trong. Bây giờ tôi lìa bên ngoài thì quý vị nhìn thấy là nhìn nghiêng mà các cái cánh của nó còn phẳng mà mượt như này, với phần hoa văn đục triện đây. Đấy là nhìn về cánh. Thế còn bây giờ là chuyển sang hồi. Quý vị nhìn thấy những cái đường gờ, đường xoay rất là mọng mượt. Và đây đầu hồi rất mượt mà đây. Từ lâu chúng tôi cũng ít giới thiệu về cái dòng tủ áo, mặc dù là trong cửa hàng đồ gỗ Đức Hiền lúc nào cũng có 50 cái tủ áo gỗ gụ, gỗ hương và gỗ mun, đủ từ 2 buồng, 3 buồng, 4 buồng, và có thời kỳ tôi làm cả 5 buồng, nhưng mà cái phần 5 buồng tiêu thụ chậm vì nó lớn quá, nó dài 2,8 m. Đây, cái phần tủ 2 buồng 1,3 m đã xong. Bây giờ tôi lia bên cạnh để quý vị nhìn đây, tủ gỗ hương 4 buồng. Bên kia là tủ gỗ gụ 3 buồng. Đằng xa kia là tủ gỗ mun 4 buồng, tủ gỗ hương 3 buồng. Và cái clip này đang quay tại tầng 4 khu A của đồ gỗ Đức Hiền. Đức Hiền cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi, và hẹn gặp lại trong những clip sau.